Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai một số nội dung về cách thức, thời gian thực hiện, phân bổ phiếu cho các khu dân cư, tạo một ý kiến sự hài lòng. Phải phân tích thêm một trong hai hình thức sau: phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Thời điểm lấy ý kiến sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ triển khai làm thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện, các tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thẩm tra công nhận huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.